Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với lớp học Thái Phan. Hôm nay bây giờ là video này là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái kỹ thuật số 3 trong đắp bột. Đấy. Bình thường thì ở các nơi khác thì người ta sẽ không dạy kỹ thuật cho các bạn đâu. Tại vì cái này là cũng là nghề của người ta. Đấy, người ta sẽ giấu nghề hoặc là người ta có thể người ta sẽ chuyên sâu đến cái đó. Người ta chưa chuyên sâu và người ta chưa nghiên cứu hay là chưa tìm hiểu về những cái đó cho nên người ta chưa có ra cái giáo trình. Đấy, cho nên mọi người nên chọn lớp học Thái Phan để mình học được bài bản và nhớ mãi không quên. Đấy, trong team này luôn, được chưa? Ok, xin chào tất cả mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật dằm bột nha mọi người nha. Cái dằm bột này là dành cho những cái bột mà nó rượu hoặc là những cái ngày lành mùa đông chẳng hạn thì mình dằm bột, được chưa? Đấy, còn nếu như đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật dằm bột đi. Rồi lấy cái ngón cái cho nó to nhá, mình đắp một bên thôi nhá mọi người nhá. Đấy, dằm này đây là dằm cho nó khớp, mọi người thấy có khớp không? Thì khi mà khớp rồi thì nó sẽ rieo cái bột, được chưa? Rồi có người thì là cũng dằm nhưng mà dằm nó bằng thân, dằm bằng thân là sai. Ví dụ dằm này mà bằng thân này là sai, vì nó sẽ bị bè ra hai bên, nó sẽ bị loạn cái cục bột. Đấy, còn mình dằm là mình kéo nó về ra xa để phục vụ cho cái công việc sau là công việc vuốt bột ra ngoài, mọi người hiểu chưa? Đấy, rồi bây giờ mình xem này, xem dằm bột này. Đây bây giờ mình sẽ dằm hai bên. Bây giờ mình sẽ dằm hai bên này. Này, dằm cho nó khớp này, dằm khớp. Dằm khớp này để làm gì? Để cho nó lâu khô, được chưa? Đây mình vuốt ra này, vuốt nhẹ nhàng này. Nó lâu khô đúng không? Đấy. Lâu khô đúng không? Đẹp luôn, đúng không? Rồi hiểu chưa? Hiểu cách dằm bột chưa? Dằm bột là dằm bằng đầu mũi, nhưng mà có người vẫn cứ sai. Dằm một chỗ như này. Dằm một chỗ là sai, mình dằm một phát này, hai phát, ba phát là nó đã ra hết cái bản đồ rồi. Có người là cứ đi mãi, cứ có một cái trong chân thôi. Đây, ví dụ như là cái sai này, được chưa? Đấy, như này, xong bắt đầu cứ dằm như này. Bên này dằm như này, rồi bên ngoài này bộ bì, quên. Đến khi làm thì là nó lại khô mất rồi. Mọi người hiểu chưa? Đừng có định như thế. Mình dằm cái phần nào là cho cái phần đó luôn. Ví dụ cái phần này là cái quy thuật này là dùng trong cái phần số 2 đúng không? Cái phần số 2, phần 1 là phần đặt bột đúng không? Phần số 2 là phần dằm bột và dàn bột. Dằm và dàn. Thì mọi người hiểu là dằm thì là nó dằm xuống đúng không? Nhưng mà dàn thì nó dàn ra đúng không? Thì tức là bây giờ mình đập cổng lại chia đôi thì vừa dằm vừa dàn ấy, thì là mình gọc dằm xiết thì nó vừa dằm ra và vừa dằm và vừa dàn ra. Đây mọi người xem này, vừa dằm này mà vừa dàn ra này, thấy chưa? Vừa dằm này và vừa dàn ra này thì nó ra thôi đúng không? Thì bắt đầu mình mới vuốt, bắt đầu sang được phần số 3 chứ. Phần số 3 mình mới vuốt ra chứ đúng không? Ok rồi, mọi người nhớ nha, lại cái góc này này. Mọi người phải nhớ cái góc này này. Xem này. Ở bên này này. Để góc này này, được chưa? Cái đít bút này. Nó siết. Chứ không còn là thăng nữa. Vuốt thì là mới là thăng, còn đít bút là siết này, kéo về. Có người cứ dằm ngược lên. Hôm qua có ai dằm ngược lên. Đây. Mọi người cứ dằm ngược lên như này. Thế nên như đá số. Cứ dằm ngược lên như này. Dằm là mình dằm kéo xuống nha, chứ đừng có dằm ngược lên là nó sẽ lên, chứ đâu có dàn ra. Tự nhiên là mình lại dằm lên xong tí nữa lại mình lại vuốt ra. Thế nó thấy nó có nghịch cách không? Mọi người thấy nó có sai chỗ nào ấy đúng không? Đấy, mình làm mà mục đích của mình là dàn bột ra ngoài. Đấy, cho nên khi mà cái bước số 2 là mình dàn ra ngoài và dằm bột khớp xuống, khớp để cho cái bột nó lâu khô, được chưa? Nếu như ai mà đắp mùa hè ấy, mình nhớ này, nếu đắp mùa hè thì mình chỉ cần dằm hai cái thôi rồi mình làm sang phần số 3. Ví dụ cái bột này nó khô chẳng hạn thì mình dằm chỗ này thôi, xong đó mình đập ra, dằm chỗ này rồi đập ra.
Còn sau đó là mình vuốt phần số 3 thì cái phần ngoài này nó vẫn chưa khô. Thì mình cứ vuốt ra thôi. Mọi người hiểu chưa? Còn mùa đông là mình dằm cho nó đầy đủ luôn, dằm cho nó đầy đủ luôn, dằm cho nó đầy đủ luôn. Được chưa? Mùa hè thì mình dằm hai cái mình kéo ra, hai cái mình kéo ra. Được chưa? Cái mà cái cuối cùng ấy mà mình kéo ra ấy thì mình phải chốc cao bút và mình vuốt ra. Chốc cao bút và mình vuốt ra. Đừng có nằm bút như này, vuốt ra như này. Đừng vuốt bằng thân như này, nó sẽ hơ này. Mọi người hiểu chưa? Phải đi như này. Tức là bao giờ cũng phải chạm đầu bút. Được chưa? Nhưng mà vuốt bằng cái phần này. Chạm đầu bút nhưng mà vuốt bằng phần trong. Chứ không phải là chạm đầu bút mà vuốt bằng đầu bút. Vuốt bằng đầu bút là nó sẽ sai. Cũng có người bị như này. Cứ vuốt đầu bút như này. Hình như yêu đầu bút này đang... Yêu đầu bút này đang cứ vuốt đầu bút đi. Chạm đầu bút này nhưng vuốt bằng cái phần trong. Được chưa? Chạm đầu bút nhưng ép xuống và vuốt bằng phần trong. Mọi người hiểu chưa? Hiểu cái cách vuốt chưa? Thì